Cô xin chào các con. Cô tên là Thúy An, là giáo viên trường mầm non thị trấn Phước 11, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Kiên Giang. Con ơi, các con đón xem nè, bài học hôm nay cô sẽ dạy cho con gì nào? À, bài học hôm nay cô sẽ dạy cho các con là kỹ năng sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn. Cô đã chuẩn bị một chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh và một rem rửa tay. À, đều là sát khuẩn tay, nhưng mà tại sao lại có tên gọi khác nhau vậy? Để biết nó như thế nào thì bây giờ các con cùng đến thí nghiệm cùng với cô nha. Cô đã chuẩn bị một dĩa có để chữ là dung dịch sát khuẩn tay và một dĩa có để chữ là rem rửa tay. Bây giờ các con cùng đến thí nghiệm cùng với cô nha. Đầu tiên thì cô có một chai là dung dịch sát khuẩn tay nhanh, cô sẽ chế vào cái dĩa có để chữ là dung dịch sát khuẩn tay. Đầu tiên cô nhỏ dung dịch sát khuẩn rửa tay đổ ra chiếc dĩa đã nắng mát và cô nhỏ dung dịch rem lên chiếc dĩa còn lại. Các con cùng nhìn xem cô đang làm gì đây. Cô đang thử lắc chiếc dĩa đó các con. Các con thấy điều gì nào? À, dung dịch trên dĩa này chảy rất là nhanh đúng không nào? Đây gọi là dung dịch sát khuẩn tay dạng nước đó các con. Thế còn chiếc dĩa này thì sao? Các con cùng quan sát kỹ nhé. Cô cũng thử lắc nhẹ giống chiếc dĩa đầu tiên. Các con thấy điều gì nào? À, dung dịch trong chiếc dĩa này chảy rất là chậm. Các con đã thấy chưa? Đây gọi là dung dịch sát khuẩn tay dạng gel đó các con. À, các con ơi, dung dịch rửa tay sát khuẩn dạng nước và dạng gel sẽ giúp cho các con đôi bàn tay luôn sạch sẽ. Các con đừng làm hình nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Bước 1, các con nhỏ một lượng vừa phải gel rửa tay khô hoặc dung dịch sát khuẩn rửa tay vào lòng bàn tay và sau đó các con xoa đều. Bước 2, đặt bàn tay lên mu bàn tay kia rồi xoa đều. Sau đó, các con đổi bên. Bước 3, các con đan các ngón tay lại với nhau và miết thật mạnh các kẽ trong của ngón tay theo chiều từ dưới lên đầu ngón tay. Sau đó đổi bên. Bước 4, các con đặt mặt ngoài của các ngón tay lên lòng bàn tay rồi xoa đều. Sau đó đổi bên. Các động tác ít nhất các con làm ít nhất là 5 lần nha các con. Bước 5, các con đặt ngón cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia rồi xoa đều. Sau đó đổi bên. Bước 6, các con chụm các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và xoa đều. Sau đó đổi bên. Rồi, vậy là cô đã rửa sạch đôi tay của mình rồi đấy các con. Vậy là cô đã rửa tay sát khuẩn tay xong rồi nè. Các con nhìn xem tay của cô đã sạch chưa nào. Dung dịch sát khuẩn tay nhanh là dung dịch tay khô thường được dùng khi chúng ta không tiện rửa tay bằng xà phòng đấy các con. Các con phải nhớ là rửa tay trước và sau khi ăn và trước và sau khi đi vệ sinh và khi tay của con bị bẩn nhé các con. Các con ơi, giờ học ngày hôm nay các con đã biết cách rửa tay và giữ gìn cho đôi bàn tay luôn sạch sẽ phải không nào? Cô cảm ơn các con đã tham gia giờ học cùng với cô. Hẹn gặp lại.